tổ hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Vega City Nha Trang. Diện tích gần 50 ha, tọa lạc tại vị trí đắc địa trên bờ biển Bãi Tiền, đông bắc thành phố Nha Trang, là một trong những điểm đến đẹp nhất Việt Nam. Nha Trang khiến những nhà lãnh đạo cao cấp của KDI Holdings nghĩ tới thành phố du lịch biển Malibu, bang California, Mỹ, hay Phuket, Thái Lan, hoặc Bali, Indonesia. Câu hỏi được đặt ra là, tại sao không thể biến biển Nha Trang thành một Malibu Việt Nam? Và dự án Vega City Nha Trang ra đời để giải đáp câu hỏi này. We Hyundai ENC, one of the leading EPC contractors in the worldwide, we always highlight the financial health and long-term sustainable vision. For this project, we use the latest and most advanced construction technology, such as the wave distribution dike with high standard specification to create world-class project. Dự án Vega City Nha Trang tọa lạc tại Bãi Tiên, dựa lưng dựa núi Cô Tiên, mặt hướng ra phía bắc vịnh Nha Trang, là dự án bất động sản du lịch phức hợp sát biển duy nhất còn sót lại ở Nha Trang. Chúng tôi đã có được sự cam kết và hợp tác với 5 nhà vận hành khách sạn 5 sao hàng đầu thế giới. Đây là những nhà vận hành khách sạn sẽ đón tiếp khoảng từ 2 đến 3.000 khách du lịch hàng ngày đến với Vega City Nha Trang. Và sự tham gia của các nhà vận hành khách sạn 5 sao hàng đầu thế giới này là một sự bảo chứng cho sự thành công không chỉ cho các khách sạn 5 sao tại Vega City Nha Trang mà của cả dự án Vega City Nha Trang nói chung.